Việt Nam rộ tin đồn ông Đỗ Mười qua đời, Lê Đức Anh nguy kịch. Bài viết được đăng trên trang Người Việt Online. Mạng xã hội Việt Nam sáng ngày 22 tháng 9 năm 2018 liên tục rộ lên tin đồn liên quan đến sức khỏe của hai cựu lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh. Tin tức được các Facebooker truyền đi cho hay, ông Đỗ Mười qua đời vào lúc 22 giờ tối ngày 21 tháng 9, còn ông Lê Đức Anh đang trong cơn nguy kịch. Cả hai ông đều đang nằm trong quân y viện 108 ở Hà Nội. Tin tức này lan truyền trên mạng xã hội khoảng hơn 10 tiếng sau khi truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam chính thức loan tin đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 2018. Trên trang Facebook Trương Huy San, tức là nhà báo Huy Đức, người đầu tiên loan tin ông Trần Đại Quang qua đời viết: "Tối qua, tức là 21 tháng 9 và sáng nay 22 tháng 9, rất nhiều người hỏi tôi về cụ Đỗ Mười. Tôi muốn nói với các bạn rằng cụ Đỗ Mười sinh năm 1917. Cụ Lê Đức Anh sinh năm 1920, đau yếu đã lâu. Với tôi, Trần Đại Quang chết mới là tin. Còn hai cụ có đi gặp các Marx và Lenin, ý nói là qua đời, thì cũng là lẽ thường, không phải tin." Huy Đức viết thêm, lúc 11 giờ đêm qua, có việc nói chuyện với một người bạn thân của cụ Mười, được biết là cả cụ và cụ Anh. Được biết là cả cụ và cụ Anh vẫn đang được chăm sóc trong bệnh viện, và rằng nếu hai ông này qua đời, thì chắc chắn Thông tấn xã Việt Nam sẽ đưa tin. Trang Facebook Chú Tễu cho hay, gia đình Đỗ Mười đã chuẩn bị xong hậu sự tại quê nhà là làng Phù Động, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Được biết lúc đầu, con gái ông và thầy địa lý đòi san phẳng trường tiểu học Khang Trang để làm khu lăng mộ. Dân làng phản đối rất dữ dội. Sau, lấy khu vườn đào 1.500m2 để làm khu lăng mộ. Đường vào và huyệt chờ đã sẵn sàng. Trang Facebook Chú Tễu còn viết thêm, ông Lê Khả Phiêu xây lăng mộ đã xong. Rất hoành tráng tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, xứ Thanh Hóa. Trong khi đó, các nguồn tin của Nhật báo Người Việt đều cho hay cả hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh đều đang nằm trong quân y viện 108. Ông Đỗ Mười coi như đã đi rồi, chỉ còn chờ rút ống trợ thở nữa thôi. Quân y viện 108 là nơi các lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam thường được đưa vào chữa trị hay dưỡng bệnh. Hiện thi hài ông Trần Đại Quang cũng đang được lưu giữ tại nơi này. Trong lúc công luận đang bàn tán về ông Đỗ Mười, bà Huỳnh Tiểu Hương, giám đốc Trung tâm Nhân đạo quê hương, cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân hình ảnh cho thấy bà đến bệnh viện thăm ông Đỗ Mười, nhân vật mà bà mô tả là người cha tinh thần của chúng con trên trang website cá nhân. Bà Hương viết, ông vẫn bên cạnh chúng con, ông vẫn nhìn con, nghe con nói chuyện, chúng con yêu ông rất nhiều. Lúc ông khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, chúng con đều nhận được sự động viên của ông. Dù con ở đâu, ông vẫn luôn quan tâm. Lần gần nhất mà truyền thông trong nước đề cập về ông Mười và ông Anh là hồi cuối tháng 4 năm 2018, khi rộ lên tin đồn cả hai ông này không hẹn mà rủ nhau về trời cùng lúc. Thời điểm đó, các báo cũng đăng một bản tin do Thông tấn xã Việt Nam cung cấp về việc Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thăm ông Đỗ Mười và ông Lê Đức Anh đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Quốc tang Trần Đại Quang sẽ ở Ninh Bình do trùng quốc tang. Bài viết được đăng trên trang Đất Việt. Trong bản tin phát đi lúc 15 giờ 41 sáng ngày 22 tháng 9, báo Dân Việt cho biết lễ quốc tang Chủ tịch Trần Đại Quang sẽ tổ chức tại quê nhà Ninh Bình, khoảng đất trống kéo dài 200 mét trước nhà của ông Quang ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đang được gấp rút chuẩn bị mặt bằng để làm lễ quốc tang. Báo Dân Việt cho biết, xung quanh nơi này được lực lượng công an và bộ đội bố trí chốt chặn để bảo vệ an ninh từ xa. Có nghi vấn là phải chăng nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tôn nhiều khả năng sẽ dành cho một nhân vật khác nữa cũng được liệt vào danh sách hưởng quốc tang. Sinh thời, ông Trần Đại Quang còn kiêm chức trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính điều này cho thấy nếu đúng là lễ quốc tang của ông diễn ra tại quê nhà, đó sẽ là điều mỉa mai khi pháp luật không được tôn trọng. Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức có quy định nếu lễ quốc tang diễn ra tại Hà Nội thì nơi tiến hành các nghi thức là nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, theo điều 11.1. Tuy nhiên, trong nghị định 105/2012/NĐ-CP lại không có điều khoản nào về việc trong cùng khoảng thời gian nếu có đến hai người thuộc diện quốc tang lại ở cùng Hà Nội thì phải đặt để linh cữu ra sao, ở nơi được thiết kế chỉ một vị trí dành cho quốc tang và ban lễ tang nhà nước sẽ như thế nào. Nghiệt ngã nữa, trong trường hợp trùng quốc tang, theo quy định, ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định 105/2012/NĐ-CP.
Trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước. Bộ Chính trị chịu trách nhiệm quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang gồm 15 đến 20 thành viên, đại diện cho các cán bộ ban ngành ở trung ương, địa phương, quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần. Chưa kể, nếu thu xếp được chỗ tại nhà tang lễ quốc gia, thì theo quy định trong quá trình viếng, quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ, âm thanh trộn lẫn của hai lễ tang sẽ làm bối rối người đến viếng. Dẫu biết là sinh lão bệnh tử, nhưng nếu xảy ra trùng quốc tang thì dễ tạo ra sự bất an. Kèm theo đó còn là nhiều đồn đoán cho vận mệnh nước nhà, nhất là Bộ Chính trị đang trong thời gian cơ cấu nhân sự chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của Đảng cầm quyền. Trước mắt, nếu quả thật là lễ quốc tang ông Trần Đại Quang sẽ diễn ra ở quê nhà Ninh Bình, cho thấy pháp luật đã không được tôn trọng. Đây sẽ là hệ lụy xấu cho việc giữ gìn kỷ cương phép nước. Bởi người vừa nằm xuống đó còn là trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Việt Nam Thời báo, lễ quốc tang chủ tịch nước được tổ chức như thế nào? Lễ quốc tang chủ tịch nước được tổ chức trong 2 ngày. Các cơ quan công sở treo cờ rủ, có giải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang do mắc bệnh hiểm nghèo, dù được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng, nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện nhưng không qua khỏi. Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức, tang lễ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ được tổ chức theo nghi lễ quốc tang. Lễ quốc tang Chủ tịch nước được tổ chức trong 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Dưới đây là một số nội dung tổ chức trong lễ quốc tang. 1. Chức danh được tổ chức lễ quốc tang. Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây thì khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang: A. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. B. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. C. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. D. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế. 2. Ban lễ tang nhà nước và ban tổ chức lễ tang. Bộ Chính trị quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước gồm 25 đến 30 thành viên đại diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, cơ quan nơi người từ trần đã hoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần. Ban lễ tang nhà nước có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức lễ quốc tang theo quy định. Tại nghị định này, trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước. Bộ Chính trị quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang gồm 15 đến 20 thành viên, đại diện cho các bộ ban ngành ở Trung ương, địa phương quê hương hoặc nơi sinh của người từ trần và đại diện gia đình người từ trần. Ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ giúp cho ban lễ tang nhà nước trong việc điều hành các cơ quan là thành viên ban tổ chức lễ tang, các cơ quan tham gia tổ chức lễ quốc tang theo quy định tại nghị định này. Trưởng ban tổ chức lễ tang là một phó thủ tướng chính phủ. 3. Thời gian nghi thức đưa tang. Thời gian tổ chức lễ quốc tang là 2 ngày. Trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ có giải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ. Dùng băng vải đen buộc không để cờ bay, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. 4. Nơi tổ chức lễ quốc tang và nơi an táng. Lễ quốc tang tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông nếu tổ chức ở Hà Nội, nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, quận 3 nếu tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. An táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh hoặc hỏa táng, điện táng, an táng tại quê hương hay là Nghĩa trang địa phương khác theo nguyện vọng của gia đình. 5. Lễ viếng. Ban tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng theo đội hình như sau. 2 chiến sĩ khiêng vòng hoa đi đầu, tiếp theo là trưởng đoàn, phía sau bên phải trưởng đoàn là sĩ quan dẫn viếng. Các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc. Ban tổ chức lễ tang, tổ chức đón và xếp các đoàn đại biểu nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan cá nhân nước ngoài khác có nguyện vọng đến viếng và ghi sổ tang. Sau khi viếng, trưởng đoàn ghi sổ tang, trong quá trình viếng,
quân nhạc cử nhạc hồn tử sĩ. Cùng thời gian diễn ra lễ quốc tang ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp đón các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đến viếng và ghi sổ tang tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. 6. Lễ đưa tang. Thành phần dự lễ đưa tang bao gồm Ban lễ tang nhà nước, Ban tổ chức lễ tang, gia đình, người thân đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương của người từ trần. Khi chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, có một sĩ quan mang ảnh, một sĩ quan mang gối huân chương và một sĩ quan quấn cờ mang cờ đi trước linh cữu. Đội công tác gồm một sĩ quan và 12 chiến sĩ chuyển linh cữu từ nhà tang lễ lên xe tang, từ xe tang vào phần mộ. Trưởng ban, phó trưởng ban lễ tang nhà nước cùng khiêng linh cữu phía đầu linh cữu, gia đình và các thành viên khác đi phía sau linh cữu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Qua cái chết của chủ tịch nước, hiểu rõ lòng dân. Bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Mạng xã hội ồn ào về cái chết của Trần Đại Quang, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ chưa khi nào tấm lòng người dân đối với một chủ tịch nước thể hiện rõ ràng như thế. Những cốc bia chúc tụng, những lời bàn ra tán vào đủ loại, nỗi vui mừng của người dân như chút được gánh nặng nào đó với vẻ mặt hân hoan. Người ta vẫn còn vận đến cả sấm trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm mấy trăm năm về trước để mà lý giải về cái chết này. Câu đó là bình trúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc, sản tất vong. Đây là câu răn dạy người đời, rằng ngọn đèn mà đã tối tăm thì ánh sáng mất hết. Nếu trọng tiền bạc mà không có phúc đức, thì tài sản của cải cũng sẽ mất hết. Thế nhưng tai ác thay, bộ tứ triều đình lại trùng khớp với những chữ, những từ ở câu này. Có thể có nhiều người sẽ chẳng tin vào ba cái chuyện sấm sét này, nhưng việc người dân đã lôi ra những câu thơ từ cả mấy trăm năm về trước như vậy cũng đã nói lên điều gì đó rất sâu xa, cay đắng hơn cho một lãnh đạo đất nước. Ở đó chính là lòng dân. Có lẽ người dân không mấy ai quan tâm đến mức sức khỏe của Trần Đại Quang đã suy sụp đến mức những tháng gần đây qua dáng điệu thảm hại để thương cho ông ta phải gánh vác nhiệm vụ của đảng giao phó một cách quá nặng nề cho một bệnh nhân. Mà theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết thì đã 6 lần sang Nhật chữa bệnh nhưng vẫn không được nghỉ ngơi. Người dân cũng không quan tâm mấy đến việc ông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên cương vị là chủ tịch nước như một sự hy sinh bản thân cho sự nghiệp chung của đất nước. Nhưng người dân lại chú ý đến việc ông ta đã khai san tuổi để ở lại cái vị trí quyền lực của vua chúa Cộng sản trên đầu, trên cổ người dân. Người dân cũng không mấy quan tâm đến những hy sinh của bản thân gia đình ông ta như thế nào qua một quãng đường dài trên đời để cống hiến cho đất nước. Nhưng người ta chú ý đến gia đình, anh em, họ hàng nhà ông đang được cấu tạo và tại vì ở những vị trí béo bở trong chế độ kiểu như phong kiến, con vua thì lại làm vua của độc tài Cộng sản. Người dân mỉa mai, khó chịu và chế giễu hình ảnh ông khi vinh quy bái tổ sau khi tranh giành được chức chủ tịch nước rồi về quê Ninh Bình như đi thăm một quốc gia nào đó. Người ta cũng lan truyền hình ảnh ông bạc nhược và suy sụp, mất sức sống khi tiếp những đoàn quan khách của nước ngoài. Người ta cũng chú ý đến những hành động, lời nói và việc làm của ông ta trên ngôi vị vua chúa đã làm được gì, đã gây hại ra sao cho đất nước. Với người dân trong chế độ độc tài cai trị bằng bạo lực, dối trá nhằm giữ vững cái ghế quyền lực mà bòn xương rút tủy của người dân Việt Nam. Những cuộc bắt bớ, chém giết, hà hiếp cướp bóc người dân từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, những tiếng oan dậy đất, án ngờ là mây, đã ngày càng vang lên não nề và đau đớn khắp mọi miền đất nước. Dưới thời ông ta làm quan chức quan trọng như Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Công an và rồi là Chủ tịch nước. Cái thời của ông là thời của công an trị, thời của phe nhóm cướp bóc người dân, thời của đàn áp những người có tấm lòng yêu nước thương nòi. Thời của ông ta là thời kỳ đã bắt bớ hàng loạt, kết tội nặng nề hàng loạt người yêu nước, cướp bóc đất đai của người dân ở khắp nơi, nhưng lại dâng lãnh thổ cho giặc một cách mờ ám. Những vùng lãnh thổ biển đảo của đất nước, những người dân bị giặc giết ngay trên biển quê hương, những dấu giày đinh của giặc đang giày xéo mảnh đất của cha ông để lại một cách ngang nhiên trong sự thờ ơ, đồng lõa và cúi đầu thuần phục của ông ta và đồng đảng. Thế nhưng, nếu chỉ căn cứ vào đó để nghĩ rằng người dân căm thù hay ghét bỏ Trần Đại Quang đến mức ấy thì có lẽ là chưa đủ. Thậm chí, cũng ngày hôm qua và ngày hôm nay, tin lan truyền trên mạng về những nhân vật khác như Đỗ Mười, Lê Đức Anh sắp đi theo cụ Karl Marx, cụ Lenin với những lời lẽ hân hoan và mong đợi. Toàn là các thủ lĩnh Cộng sản đã có thời kỳ dài cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của cả nước.
người ta lại nhắc lại những kỷ niệm về Đỗ Mười, Lê Đức Anh và những gì mà họ đã gây ra cho đất nước. Những cái tên lãnh tụ được nêu ra đích danh, gọi bằng cái tên tục, những sứ danh không mấy xuôi tai hoặc là dễ nghe. Như vậy, rõ ràng là người dân không phải tỏ thái độ như vậy vì ghét Trần Đại Quang, dù Quang đã là người phải chịu trách nhiệm cá nhân trước những suy vong của dân tộc, của đất nước bằng các hành động cá nhân, cũng như bằng việc sử dụng quyền lực của mình trên vị trí mà ông ta nắm giữ. Thực chất là người dân chán ghét đến tận cùng cái chế độ hiện tại mà nguồn gốc của nó là cái Đảng Cộng sản toàn trị, phản động và thối nát hiện nay. Thế nên, trong cái bầy đảng đó, bất cứ cá nhân, tập thể nào bị tận diệt, bị tiêu vong đều là nỗi mong chờ, mơ ước của hàng triệu người dân. Có thể nói rằng những lời nói, những hành động của người dân như vậy là nhẫn tâm, bạc ác với nhau quá hay không? Bởi vì truyền thống dân tộc ta xưa nay vốn trọng nghĩa khinh tài, vốn tôn trọng những người đã khuất, cũng như họ giàu lòng nhân ái và xót thương. Đến một con chó bị đối xử tệ vẫn được cả cộng đồng thương xót và che chở cơ mà. Huống chi đây lại là một chủ tịch nước đương kim, một tổng bí thư đảng, người nắm quyền sinh quyền sát của cả một đất nước, một dân tộc, một chủ tịch nước một thời gian dài đã ảnh hưởng đến lịch sử đất nước. Có điều này, đó là xưa nay cha ông ta vẫn nói chết là hết. Thế nhưng đến bây giờ thì rất rõ rằng chết chưa phải là hết. Bởi đến muôn đời sau, người dân Việt vẫn nhắc tới Trần Ích Tắc, Lê Chu Thống trong lịch sử dân tộc. Và trên thế giới, vẫn không quên Hitler, Pol Pot, Mao Trạch Đông, Stalin và những nhân vật này đã gây cho thế giới này những điều khủng khiếp về sự phản trắc và bán nước. Thì tương tự, trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ còn khắc ghi những tội ác bán nước gắn liền với những tên tuổi như Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đã bán tổ quốc Giang Sơn và đầu độc cả dân tộc này đến suy vong. Xưa nay cha ông ta vẫn truyền dạy lại, thương dân sân lập bàn thờ, hại dân sân đái ngập mồ thấu xương. Những thái độ, hành động nói trên của người dân đã thể hiện một điều rằng lòng dân đang nổi sóng, cơn phẫn uất của người dân đã đến tận cùng. Điều này ai cũng hiểu, chỉ một mình Đảng Cộng sản Việt Nam là cố tình không chịu hiểu, để biết quay đầu lại là bờ.